Ngoài mua vàng, có 4 việc quan trọng nên thực hiện trong ngày vía thần tài để tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Cứ đến ngày mùng 10 âm lịch hàng năm, những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh lại tất bật đi mua vàng để xin vía giàu sang suốt cả năm. Bên cạnh hoạt động quen thuộc này, các gia chủ còn nên thực hiện một số công việc khác như lau dọn bàn thờ, mua đồ phong thủy v.v. để đón lộc vào nhà cũng như thu hút vận may trong công việc, cuộc sống của bản thân và gia đình. Đầu tiên là lau dọn bàn thờ thần tài. Hiện nay, tại các cửa hàng kinh doanh hay nhà riêng đều thấy có bàn thờ thần tài. Bàn thờ thần tài thường được đặt ở dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính. Vì là nơi thờ cúng thần tài, nên việc lau dọn bàn thờ là điều mà các gia chủ không thể ngó lơ. Bạn nên thực hiện công việc này trước khi tiến hành dâng đồ cúng để đảm bảo bàn thờ sạch sẽ, nghiêm trang và gọn gàng. Ngoài ra, khi lau dọn bàn thờ thần tài, gia chủ còn lưu ý không nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa hóa học mạnh như xà phòng pha loãng, nước lau kính, vì chúng có thể làm hại đến bề mặt bàn thờ và ảnh hưởng đến không khí tâm linh. Thứ hai là cúng thần tài. Để kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt cả năm, người kinh doanh thường chuẩn bị mâm lễ cúng thần tài chu đáo, tùy theo tập tục của từng địa phương. Trong ngày vía thần tài nên cúng mặn như lợn quay, gà, hoa quả, nước uống hàng ngày v.v. Quan trọng nhất là bạn cần lưu ý không nên dùng hoa quả giả mà phải chọn hoa quả tươi, có màu sắc rực rỡ, trang phục khi cúng sạch sẽ, gọn gàng. Thứ ba là mua đồ phong thủy. Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày vía thần tài sẽ được tài lộc may mắn cả năm. Tuy nhiên, ngoài mua vàng, bạn vẫn có thể mua đồ phong thủy để trưng trong nhà hoặc biếu tặng như đá phong thủy, cốc ngậm tiền, v.v. Những vật phẩm này cũng mang ý nghĩa tài lộc, giúp chủ nhà cầu cho cả năm được rủng rỉnh về tiền bạc. Tiếp đến là mở rộng cửa. Vào ngày thần tài, bạn nên mở hết cửa chính, cửa sổ và các cửa khác, nhất là cửa phía Tây, cửa hướng tài lộc. Công việc này ngụ ý đón nhận những điều tốt đẹp, may mắn, tiền tài vào nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.